kẻ thù ác trong vụ án này đã đăng tải những đoạn video hành quyết nạn nhân kinh dị lên Internet. Hắn tìm mọi cách để gửi những bộ phận cơ thể đến các cơ quan chức trách. Vào năm 2012, thế giới chứng kiến một vụ thảm án gây chấn động, nơi những hành động tàn ác vượt xa sự tưởng tượng. Luca Rocco Minota, một tên tội phạm nguy hiểm, đã gieo rắc một cơn ác mộng khủng khiếp thông qua việc giết người của hắn. Nhưng những hành động tàn ác này chỉ là một phần trong câu chuyện. Hãy cùng thảm án đi sâu vào vụ án phân tích tính cách và hành động của kẻ thù ác để tìm ra động cơ của hắn. Cũng xin cảnh báo thêm, nội dung video không dành cho những người dễ bị ám ảnh, nhạy cảm với những cảnh bạo lực, kinh dị và những tình tiết đáng sợ nên cân nhắc trước khi xem. Trước khi đi vào nội dung chính của video, bạn đừng quên ủng hộ chúng tôi một lượt đăng ký để chúng tôi có động lực sản xuất những video chất lượng hơn. Và nhớ bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tiếp theo nhé. 1. Kẻ thù ác Luca Raco Magnata, còn được biết đến với tên khai sinh là Eric Clinton Corp Newman, sinh ngày 24 tháng 7 năm 1982 tại Scarborough, Ontario, Canada. Hắn là con trai đầu trong ba người con của Anna Eugene và Donald Newman. Cuộc sống của Magnata đã đối mặt với nhiều khó khăn và trở ngại từ nhỏ. Theo những lời kể của chính Magnata, mẹ hắn mắc bệnh ám ảnh sạch sẽ và thường xuyên đuổi hắn và các anh em ra khỏi nhà để dọn dẹp vệ sinh. Một lần, hắn nhớ lại rằng bà đã đuổi con thỏ nuôi của hắn ra ngoài và gây ra cái chết đáng tiếc cho nó. Bên cạnh đó, ông Donald Newman, cha của Minota, cũng bị chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt vào năm 1994. Sau khi cha mẹ ly hôn, Minota buộc phải chuyển đến sống với bà ngoại của mình. Minota theo học tại trường trung học Golden ở Lindsay. Từ năm 2003, hắn đã bắt đầu xuất hiện trong nhiều video khiêu dâm đồng tính nam, đôi khi tham gia vào vai trò vụ công thoát y và hoạt động trong lĩnh vực mại dâm. Vào năm 2005, hắn trở thành người mẫu trên trang bìa tạp chí Pháp, một ấn phẩm của báo Toronto Sun sử dụng bút danh Jimmy. Hắn cũng tham gia chương trình thực tế Cơ Queen của RTG vào năm 2007, nhưng đã bị loại ngay từ dòng sơ tuyển. Ngoài ra, Manata đã trải qua nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ và thử giọng cho chương trình truyền hình Plastic Max Perfect vào tháng 2 năm 2008. Năm 2005, Manata đã bị kết án về bốn tội danh chẳng hề nhẹ nhàng. Hắn đã mạo danh một phụ nữ và lừa đảo để đăng ký thẻ ghi nợ, sau đó sử dụng thẻ này để mua hàng trị giá 10.000 đô la Mỹ. Kết quả là Minota bị kết án và phải chịu án treo trong 9 tháng và thêm 12 tháng quản chế. Nhưng đó chỉ là một phần thành tích phạm tội của Minota. Vào ngày 12 tháng 8 năm 2006, Minota quyết định thay đổi tên của mình hợp pháp từ Eric Clinton Kornman thành Luca Rocco Minota. Đằng sau cái tên mới là những âm mưu và hành động đáng sợ. Tháng 3 năm 2007, hắn ta tuyên bố phá sản với khoản nợ lên đến 17.000 đô la Mỹ từ nhiều chủ nợ khác nhau. Không chỉ dừng lại ở đó, Luca Magnata đã tạo ra nhiều tài khoản giả mạo trên các mạng xã hội và diễn đàn trực tuyến khác nhau suốt nhiều năm để xây dựng một hình ảnh và quảng cáo bản thân. Thậm chí, có tin đồn rằng Magnata đã khoe rằng hắn có quan hệ với Carla Hamanta, một kẻ sát nhân nổi tiếng người Canada. Tuy nhiên, Magnata sau đó đã phủ nhận điều này trong một cuộc phỏng vấn với Toronto Sun khiến nhiều người ngạc nhiên và chỉ trích. Cảnh sát cũng tiết lộ rằng Mainata đã dùng nhiều tên khác nhau để tạo ra ít nhất 70 tài khoản Facebook và 20 trang web, đánh lừa mọi người và tạo dựng những cá nhân ảo trong thế giới kỳ lạ của mình. 2. Vụ án Nạn nhân Lâm Tuấn, còn được biết đến với tên Justin Lâm, là một du học sinh quốc tế đến từ Vũ Hán, Trung Quốc, sinh vào ngày 30 tháng 12 năm 1978 anh bắt đầu học tập tại Đại học Concordia ở thành phố Montreal, Canada, chuyên ngành kỹ thuật và khoa học máy tính. Lâm Tuấn đã gia nhập trường từ tháng 7 năm 2011. Trước đó, anh cũng đã theo học tại Đại học Ngôn ngữ Tiap và làm việc làm nhân viên bán thời gian tại một cửa hàng tiện lợi thuộc quê St. Charles. Lần cuối Lâm Tuấn được nhìn thấy là vào ngày 24 tháng 5 năm 2012 lúc 8 giờ tối. Bạn bè đã nhận được một tin nhắn văn bản từ điện thoại của anh vào lúc 9 giờ tối cùng ngày. Sự việc trở nên đáng ngờ khi quản lý của Lâm Tuấn không thấy anh xuất hiện trong ca làm việc vào ngày hôm sau. Ba người bạn đã đến căn hộ của anh vào ngày 27 tháng 5 năm 2012 nhưng không gặp. Sau đó, họ đã báo cáo sự mất tích của Lâm Tuấn cho cơ quan cảnh sát vào ngày 29 tháng 5 năm 2012. Vào ngày 25 tháng 5 năm 2012, một đoạn video dài 11 phút có tiêu đề "Một lunatic, một icepick" (tạm dịch: Một kẻ điên một cây triều phá băng) đã được tải lên trang web Besco. Video miêu tả một người đàn ông trần trùi bị trói vào khung giường, bị đâm liên tục bằng một cây triều phá băng và một con dao làm bếp. Sau đó, hung thủ cắt ra các phần cơ thể của nạn nhân, bao gồm đầu, cánh tay và chân, và thực hiện những hành vi độc ác. Trong video, bài hát True Fate của New Order phát ra cùng với áp phích của bộ phim Casablanca dán trên tường. Một đoạn video khác, có thời lượng dài hơn, đã được cơ quan chức năng thu hồi và cho biết có khả năng hung thủ đã tiến hành hành vi ăn thịt nạn nhân. Các nhà chức trách cũng cho biết rằng hung thủ đã chuẩn bị ý định thực hiện video này từ 10 ngày trước vụ án mạng xảy ra. Vào ngày 26 tháng 5 năm 2012, một luật sư từ Montana đã cố gắng báo cáo đoạn video cho cảnh sát Toronto, cảnh sát trưởng địa phương và cục điều tra liên bang, nhưng báo cáo sau đó bị từ chối. Nhiều người dùng trên trang web Bestgore cho rằng đoạn video chỉ là một trò dàn dựng và không có thật. Tuy nhiên, cảnh sát sau đó đã xác nhận rằng đoạn video đó là có thật và các phần cơ thể đã được gửi từ Automo trùng khớp với nạn nhân trong video. Vào lúc 11 giờ sáng ngày 29 tháng 5 năm 2012, một gói hàng chứa bàn chân trái của nạn nhân đã được gửi đến trụ sở của đảng bảo thủ Canada. Gói hàng khi nhận được có máu và có mùi hôi khét, được đánh dấu bằng một biểu tượng trái tim màu đỏ. Một gói hàng khác chứa bàn tay trái cũng đã được phát hiện trong một cơ sở xử lý bưu chính trước khi gửi đến đảng tự do một người bảo vệ sau đó đã phát hiện ra một phần thân cơ thể đã phân hủy bên trong chiếc gia bị bỏ lại trong đống rác ở con hẻm phía sau một tòa nhà chung cư ở khu Snowden, Montreal. Người này đã nhìn thấy chiếc gia lần đầu tiên vào ngày 25 tháng 5 năm 2012, nhưng không kiểm tra nó vì lượng rác quá nhiều vào ngày đó. Sau khi khám phá hiện trường, cảnh sát đã thu hồi phần thân cơ thể đó, có quần áo dính máu và giấy tờ nhận dạng của nghi phạm, cùng với nhiều vũ khí như triều phá băng. Giao làm bếp và đĩa được tìm thấy từ con hẻm sau tòa nhà chung cư. Đoạn video từ camera giám sát bên trong tòa nhà ghi lại hình ảnh nghi phạm nhiều lần vứt rác ra ngoài, và hình ảnh này trùng khớp với đoạn video ghi lại nghi phạm tại bưu điện ở Cô Tê Denises. Vào lúc 11 giờ 33 phút tối giờ Đông Bắc Mỹ, cảnh sát đã tiến hành đột nhập và khám xét căn hộ trên đại lộ Decory, nơi Luca Minerta thuê và được cho là hiện trường chính của vụ án mạng. Tuy nhiên, Luca Minota đã di chuyển đi từ 4 ngày trước đó và tiền thuê nhà cũng đã được thanh toán cho đến ngày 1 tháng 6. Trước khi trời đi, Luca Minota đã dọn dẹp căn hộ cần sạch sẽ. Tuy vậy, các vết máu khô còn lại đã được phát hiện trên các vật dụng như nệm, tủ lạnh, bàn ghế và bồn tắm, chứng minh hành vi giết người của Luca Minota. Bên trong tủ quần áo còn có một dòng chữ, nếu bạn không thích sự phản chiếu. Đừng nhìn vào cương. Tôi không quan tâm, được viết bằng mực đỏ vào ngày 30 tháng 5 năm 2012, cảnh sát đã xác nhận về báo chí rằng các phần cơ thể trên thuộc về cùng một nạn nhân được xác định là Lâm Tuấn, người đã mất tích vào ngày 29 tháng 5 năm 2012. Nghi phạm trong vụ án, Luca Minota, sau đó đã được tìm ra và nhanh chóng tẩu thoát. Một kỳ chú đi kèm với một gói hàng được gửi đến đảng bảo thủ đã được tìm thấy, thông báo rằng sáu phần cơ thể đã bị tách ra và dứt đi khắp nơi, đồng thời cảnh báo rằng Luca Minota có thể tiếp tục giết một người khác nếu cảnh sát không nhanh chóng ngăn chặn. Vào ngày 5 tháng 6 năm 2012, một gói hàng chứa bàn chân phải đã được gửi đến trường Street, George và một gói hàng khác chứa bàn tay phải được gửi đến trường tiểu học Forest Creek ở Vancouver, British Columbia. Cả hai gói hàng này đã được xác nhận là được gửi từ Montreal. Vào ngày 13 tháng 6 năm 2012, các phần cơ thể và tay chân đã được sử dụng để kép lại và xác định rõ rằng nạn nhân là Lâm Tuấn thông qua mẫu DNA từ gia đình. Ngày 1 tháng 7 năm 2012, cảnh sát phát hiện phần đầu của Lâm Tuấn ở mép một hồ nước nhỏ trong công viên Angrin của Montreal sau khi nhận được gợi ý từ một người ẩn danh. Một lệnh bắt giữ đối với Luca Magnata đã được ban hành bởi Sở Cảnh sát Montreal và sau đó là Cảnh sát Hoàng gia Canada với các tội danh sau đây. Giết người cấp độ 1, xâm phạm thi thể nạn nhân, xuất bản tài liệu khiêu dâm, gửi và phát tán các tài liệu khiêu dâm không đứng đắn, vô đạo đức hoặc mang tính bạo lực. Cuối trối mang tính hình sự đối với thủ tướng Canada Stephen Harper và một số thành viên Quốc hội qua đường bưu điện vào ngày 31 tháng 5 năm 2012, Interpol đã phát đi một lệnh truy nã đỏ đối với luật sư Minota theo yêu cầu từ các cơ quan thực thi pháp luật Canada. Trong vài ngày trước và sau khi bị bắt, tên và hình ảnh của Minota đã được hiển thị trên trang chủ của trang web Interpol. Lệnh truy nã yêu cầu Minota chỉ bị bắt tạm thời trong khi chờ được dẫn độ về Canada bởi bất kỳ quốc gia thành viên nào của Interpol. Manata đã mua vé máy bay từ Montreal đi Paris, Pháp vào ngày 25 tháng 5, sử dụng hộ chiếu mang tên chính mình. Sau khi đến Pháp, tín hiệu điện thoại di động của hắn được theo dõi đến một khách sạn ở Bangor, nhưng Manata đã trời đi trước khi cảnh sát đến. Cũng đã phát hiện ra rằng hắn ta đã sử dụng một hộ chiếu giả với tên Cup Trumbo tại khách sạn. Manata sau đó lên xe bus Eurolines tại bến xe Bangor để đi Berlin, Đức. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2012, Luca Minnata đã bị cảnh sát Berlin bắt tại một quán cà phê internet ở quận Neukölln trong khi đang đọc tin tức về chính mình. Minnata đã xuất hiện tại một tòa án ở Berlin vào ngày 5 tháng 6 năm 2012. Các bên quản lý cho rằng có đủ bằng chứng để giam giữ Minnata cho đến khi được dẫn độ về Canada và hắn đã đồng ý mà không phản kháng. Ngày 18 tháng 6 năm 2012, Minnata đã được chuyển giao cho các nhà chức trách Canada tại Berlin và được vận chuyển trên chiếc máy bay CC-150 Polaris của không quân Hoàng gia Canada đến sân bay quốc tế Mirabel ở phía bắc Montreal. Sau đó, hắn bị giam giữ tại trại giam Riviera de Prairies. Chân thành cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng thảm án đi qua những thông tin về vụ án Luca Magnota. Đây là một câu chuyện đáng sợ và ám ảnh, nhưng đó cũng là một cơ hội để chúng ta suy ngẫm về tội ác và trách nhiệm của chúng ta trong việc bảo vệ xã hội. Hãy chia sẻ suy nghĩ và cảm nhận của bạn về vụ án này bạn có ý kiến gì về việc truy tìm và bắt giữ luta minota bạn nghĩ như thế nào về vai trò của truyền thông và công nghệ trong việc phát hiện và ngăn chặn tội phạm hãy để lại ý kiến của bạn dưới phần bình luận chúng ta có thể học hỏi và chia sẻ quan điểm để cùng nhau hiểu rõ hơn về vụ án này và các vấn đề liên quan